làm cho non nước bốn ngàn năm người lên giang đứng hiên ngang, bao biển nguy bao gian nan cùng nhau sát vai giữ gìn cùng soi theo bước tiền nhân ngàn vinh quang người sáng cho ta hy vọng, bước thăng trầm thời gian cùng viết lên trang sử mới. Kính thưa quý vị và các bạn, tiết mục ca cảnh vừa rồi đã kết thúc đêm giao lưu chuông vàng vọng cổ truyền hình năm nay. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thưa quý vị, chương trình chung vàng vọng cổ truyền hình mong muốn có một phần nhỏ của mình để đưa cải lương vượt qua muôn vàn khó khăn đứng vững trong lòng khán giả. Xin chúc cho những người làm nghệ thuật, những nghệ sĩ sẽ có một niềm tin và một động lực vững chắc để tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn. Và chúng tôi xin đặc biệt chúc cho chủ nhân của các chuông vàng và chuông đồng qua các năm sẽ luôn thành công và tiến bộ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chuông vàng vọng cổ năm sau. Sài Gòn Công Thương Ngân hàng hân hạnh tài trợ chương trình này.